để sao tự nhiên thôi. Rồi. Ưa chấp vậy đó. Ok mỗi được rồi mỗi. Ok. Giờ em chụp nha. 1 2 3. Chi. Đó. Dạ. Đó là không? Có tấm hình đẹp không? Thượng tòa đạo hiệu Thích Quảng Trực, trú trì tu viện Giác Hải chứng minh. Chúng con xin được thành kính giới thiệu Thượng tòa đạo hiệu Thích Hạnh Kiên, trị sự chùa Phật Ân chứng minh. Chúng con xin được thành kính giới thiệu Đại đức Thích Nguyệt Hà, trú xứ chùa Liên Hoa chứng minh. Đại đức Thích Nguyệt Chiếu đến Minnesota chứng minh. Đại đức Quảng Thiền trụ trì chùa Như Lai chứng minh. Đại đức Thích Nhật Lâm trú xứ tu viện Vạn Phật chứng minh. Đại đức Thích Đồng Chánh trú xứ tu viện Tây Phương chứng minh. Ni sư Thích Nữ Diệu Như và Ni sư Thích Nữ Tịnh Liên chứng minh. Chúng con xin được thành kính tri ân và giới thiệu người đã tổ chức và lo lắng trọn vẹn cho buổi lễ Phật đản năm nay tại tu viện Vạn Phật. Chúng con xin được thành kính giới thiệu Thượng tọa trụ trì Thích Thông Từ, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản. Và sau cùng, chúng tôi cũng hân hoan chào đón quý quan khách đồng hương Phật tử xa gần cũng đã trở về tham dự sáng hôm nay. Chân thành gửi đến chư liệt vị lời chúc sức khỏe và luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.
một và thôi mừng cuối đầu đành lệ mười phương tam thế điều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng từ bi dạng lâm giang hồ nam mô Oh, yeah.
Thank you.
chính là nhờ sự chiếu cố gia tâm và cả
cầu nguyện cũng như sự lâm bẩn biên nguyện của quý ngài đã chánh tích quan lâm về đây để chứng minh và tác pháp. Với ơn và nghĩa đó, chúng con không biết lấy gì đền đáp nhân ngày khánh đản của đấng từ phụ. Chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, dâng lên cúng dường thập phương thường trú tam bảo, kế đến cúng dường hiện tiền chư tôn thiện đức tăng ni, ngưỡng mong quý ngài từ bi mẫn nạp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sư phụ, cái sườn rung quá. Đây là soi mà chuẩn bị cúng hồng sao đây, đang dọn ngoài là cho Phật tử, đây là quay phim á, đổ ra sao dễ sợ luôn. Bảo, chó người kia bảo lúc này là nó có niềm vui mới, niềm vui mới cũng cũng phải nhớ gì. Mười ba ly không? Rồi em bưng xuống, em mở cửa dưới đó, đem dưới đưa cho Thái Sơn. Thái Sơn sẽ biết sắp xếp em. Đúng rồi, đem dưới. Rồi đưa Thái Sơn dưới. Đó đi để sát cho bàn luôn á. Em. Xôi này của sư tỷ Thảo nè. Nhìn là biết chị Thảo nè, ngon. Xôi chè là chị Thảo, đúng rồi. Cái này chè chỉ luôn, đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay nay tỷ làm gì tỷ? Tỷ hả? Báo cáo rồi. Hôm nay tỷ chiên chả giò, tỷ làm giò. Nhiều việc lắm nhưng mà không có việc nào tránh ho. Ồ, phụ thôi đúng không? Mình là assistant today thôi, ok. Cũng là công đức vô lượng, không sao. Trời, nói assistant thôi mà sao mà buồn dữ vậy? Ừ. Giống như mắt chớp vậy trời. Ai đâu mà ấy rồi ai. Thì đó. Tỷ này thì không được nha tỷ, phải vui tỷ. Tỷ lúc nào cũng vui, vui, vui quá, vui luôn. Vui trong lòng vui ra đúng không? Cái này nó đang on không anh? Đang on đó. Giờ dỗ đi anh đại cấp cho. Rồi rồi. Ba anh để nhờ cái điện thoại, ba la quá rồi ba. Thank you.
Rất đông cả nhà.